Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động tri ân. Huy động sức mạnh trong nhân dân đến nay vẫn là một bài học quý báu để chính quyền địa phương và các lực lượng, trong đó quân đội là nòng cốt, phát huy giữ vững xây dựng vùng biên vững mạnh tại Cao Bằng. Ra mắt ứng dụng bảo vệ trẻ em, tổng đài 111. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 12. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vào chiều nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Cùng tham gia đoàn công tác có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng. Vui mừng chào đón đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin với đoàn về những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2019, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng gắn bó bền chặt giữa lực lượng vũ trang quân khu 1 với cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trần Quốc Tỏ cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã phối hợp với các lực lượng quân đội hoàn tất công tác chuẩn bị cho các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã báo cáo khái quát với đoàn về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của lực lượng vũ trang Quân khu 1. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 1 được nâng lên. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt giữa lực lượng quân đội, công an và biên phòng, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo đảm an toàn các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cùng với đó, Quân khu 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khảo sát quy hoạch, xây dựng thế trận, củng cố các tiềm lực, các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ đạt kết quả nổi bật. Chỉ đạo các tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã với kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang quân khu 1 đã đạt được. Cảm ơn sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn đối với lực lượng vũ trang quân khu 1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để lực lượng vũ trang quân khu 1 nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các địa phương, không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị thông qua 8 tập đề cương chi tiết mẫu điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu quân đội nhân dân Việt Nam do các cơ quan đơn vị nghiên cứu biên soạn. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo của Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 92, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu quân đội nhân dân Việt Nam
đã thực hiện đúng quy trình, biên soạn và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp, cơ bản bao quát được hoạt động tác chiến, chiến đấu của từng quân binh chủng, bao gồm điều lệnh tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, điều lệnh tác chiến phòng không lục quân, điều lệnh hải quân đánh bộ, điều lệnh chiến đấu đại đội thiết giáp tỉnh, thành phố, điều lệnh chiến đấu tên lửa chống tăng, điều lệnh tác chiến thông tin liên lạc, điều lệnh tác chiến công binh, điều lệnh tác chiến hóa học. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 92 và các đơn vị được giao nhiệm vụ biên soạn đã tích cực nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cho rằng, việc biên soạn hoàn thiện điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu có vai trò hết sức quan trọng. Sau hội nghị này, Ban chỉ đạo 92 các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn để điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu sớm hoàn thiện, đưa vào áp dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự đối thoại. Tại cuộc đối thoại, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Shriver khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng. Trong năm 2019, hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng hai nước đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như hợp tác an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa do Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp thực hiện đã chính thức khởi công. Hoa Kỳ chính thức chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 2 cho Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cũng khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Hai bên thống nhất sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng trên cơ sở các khuôn khổ đã được Việt Nam, Hoa Kỳ thống nhất. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng trao đổi về sách trắng quốc phòng 2019 cùng một số sáng kiến của Việt Nam trong năm ASEAN 2020. Hoa Kỳ ghi nhận và ủng hộ các đề xuất của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sẽ tăng cường hợp tác với các nước thành viên để đưa cơ chế ADMM cộng phát triển thực chất, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trong dịp này, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới gặp trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Ashley Ford và tới chào Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn tri Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo Việt Nam tới Thượng nghị sĩ Leahy, cảm ơn những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng nghị sĩ Leahy bày tỏ vui mừng và khẳng định, với tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam, ông sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là các dự án tẩy độc dioxin tại Việt Nam. Trong buổi tiếp, Thượng nghị sĩ Leahy cũng rất xúc động khi nhận được quà của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là hộp đất đã được làm sạch chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn cũng đã có buổi làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Atul Khare. Sau khi nghe Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thông báo về kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam trong thời gian qua, ông Atul Khare bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được. Ngài Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ tin tưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đơn vị đầu tiên của Liên Hợp Quốc không có rác thải nhựa. Ông Atul Khare nhấn mạnh, việc ủng hộ Việt Nam triển khai đội công binh tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian sớm nhất và các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị về vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình trong thời gian tới. Sáng nay 13 tháng 12, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra và thống nhất các nội dung tổ chức trước khi triển lãm Hội chợ Việt Bắc 2019 được khai mạc vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Triển lãm Hội chợ Việt Bắc 2019 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quá trình kiểm tra cho thấy các hạng mục thi công đang được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ tới 15 tháng 12 có thể bàn giao gian hàng cho các cơ quan đơn vị tham gia. Hiện nay, triển lãm có 160 đơn vị doanh nghiệp và 9 tỉnh với gần 300 gian hàng tham gia. Ban tổ chức cũng đã thống nhất xong địa điểm khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 lượt người và huy động xây dựng 10 nhà tình nghĩa, mỗi nhà 80 triệu đồng tặng các gia đình chính sách. Các nội dung như chương trình khai mạc, truyền thông cổ động, đón tiếp, phục vụ và bảo đảm bắn pháo hoa
đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Thượng tướng Trần Đơn giao Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ huy chung trong phối hợp xây dựng và thống nhất các kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công và các vị trí ngoài thực địa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy Z-115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nhà máy Z-115 có nhiệm vụ chính là sản xuất các loại vũ khí đạn, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng và tham gia sản xuất nhiều mặt hàng dân sinh, phục vụ cho nền kinh tế quốc dân như phụ tùng cơ khí, thuốc nổ công nghiệp và nhiều sản phẩm kinh tế khác. Năm 2019, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nhà máy Z-115 được đầu tư một số dự án như nâng cao năng lực sản xuất thuốc nổ công nghiệp, công trình đầu tư dây chuyền sơn xử lý bề mặt sản phẩm quốc phòng. Hiện tại, các dây chuyền đang được nhà máy tổ chức lắp đặt và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Đặt vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ lên hàng đầu, nhà máy Z-115 tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các phương tiện, thường xuyên luyện tập các phương án phòng cháy chữa cháy. Nên nhiều năm qua, nhà máy không để xảy ra vụ việc mất an toàn, cháy nổ đáng tiếc nào xảy ra. Đặc biệt trong năm 2019, nhà máy đã cân đối, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên. Chú trọng đảm bảo lương thưởng ở mức cao cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Thứ trưởng Trần Đơn đánh giá cao nhà máy Z-115 đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực lao động sản xuất các sản phẩm quốc phòng và sản phẩm cơ khí dân sinh. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu nhà máy mạnh dạn hơn nữa trong đầu tư, nghiên cứu, đưa vào vận hành các dây chuyền mới, sản phẩm mới để nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng. Nghiên cứu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Vào sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Pò Hèn và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nay là đồn biên phòng Pò Hèn, và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Gặp gỡ tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân người có công, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức trí tuệ trong xây dựng quê hương đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân với các gia đình chính sách. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường và đoàn công tác đã trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, tặng quà Đảng bộ chính quyền xã Hải Sơn và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Pò Hèn. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ và mộ tập thể. Trong đó có 1.500 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đây là cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, biên cương, nơi địa đầu của Tổ quốc vào những năm 1979 đến năm 1989. Hiện còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử hào hùng của dân tộc và được những người Việt Nam mãi mãi tưởng nhớ, ghi ơn. Nhân dịp này, đoàn cũng đã lên dâng hương tại đài tưởng niệm điểm cao 468, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đầy cam go ác liệt của nhân dân ta,
mặt trận Vị Xuyên đã đi vào lịch sử của dân tộc, là mốc son vàng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử trong những năm tháng khốc liệt ấy, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và thanh niên xung phong cùng đồng bào đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, nằm lại vĩnh viễn trên các sườn đồi, hang đá, ngọn núi, dòng sông của Vị Xuyên. Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn công tác cũng đến thăm đội quy tập Hải cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Được thành lập từ tháng 7 năm 2018, đội đã quy tập được gần 40 hải cốt liệt sĩ. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan trong khu vực, tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức các tổ đến các xã, thôn, bản và hộ gia đình, gặp gỡ các cựu chiến binh để tìm hiểu, tiếp nhận, sàng lọc các thông tin, phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của huyện Vị Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tăng gia, lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Vào sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Pleiku và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Pleiku, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đã thăm và trao 15 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công và mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách trên địa bàn và các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhằm chuẩn bị tốt cho gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, sáng nay Tổng cục Chính trị đã tổng duyệt nội dung chương trình lễ kỷ niệm với sự chủ trì của Trung tướng Lê Hiển Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các cơ quan chức năng và kiểm tra thực tế công tác trưng bày triển lãm, trang trí tuyên truyền, duyệt phim truyền thống 75 năm Tổng cục Chính trị, duyệt nội dung chương trình kỷ niệm và lễ đón nhận, Trung tướng Lê Hiển Vân biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhiều nội dung, công việc được giao, đảm bảo tiến độ chất lượng. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành một số công việc còn lại, đảm bảo khánh tiết các khu trưng bày triển lãm ảnh, tư liệu, cần bổ sung thêm một số đầu sách mới như sách trắng quốc phòng 2019, sách của Bộ trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đảm bảo nhân sự tổ chức đón tiếp đại biểu trang trọng, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, long trọng, tiết kiệm. Dành trên 4,7 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tu sửa, làm mới gần 39.000 mô hình học cụ, 202 thao trường huấn luyện, chỉ đạo 6 cuộc diễn tập cấp chiến dịch và chiến thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Quân sự Quốc phòng năm 2019 của Quân đoàn 2 tổ chức vào sáng nay. Tham dự hội nghị có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Năm 2019, Quân đoàn 2 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Tổ chức tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, Quân đoàn 2 tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh phong trào cán bộ chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực hiện tốt 3 khâu đột phá về tổ chức, biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Để thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Quân đoàn 2 tổ chức huấn luyện chặt chẽ, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cơ bản vững chắc từ cá nhân,
tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện tình huống bổ trợ, rèn luyện khả năng cơ động trên các địa hình thời tiết phức tạp. Các nội dung tiếp theo trong bản tin: tàu cảnh sát biển 8002 cập cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh nơi cội nguồn cách mạng. Vào chiều nay, tàu cảnh sát biển 8002 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cập cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Trong 3 tuần qua, vượt qua hải trình hơn 4.400 hải lý, tàu cảnh sát biển 8002 đã đưa đoàn công tác thực hiện thành công chuyến thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản. Chuyến đi biển cũng là một dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển rèn luyện ý chí, bản lĩnh và kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển. Trong suốt hải trình, dù thời tiết trên biển phức tạp, có ngày gió mùa đông bắc mạnh cấp 9, giật cấp 10, nhưng đoàn công tác của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Việc lần đầu tiên lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cử tàu tuần tra đa năng và đoàn công tác thăm thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung ngày càng phát triển. Việc thực hiện thành công nhiệm vụ đối ngoại lần này một lần nữa khẳng định khả năng làm chủ phương tiện tàu thuyền, trang thiết bị kỹ thuật và năng lực hoạt động thực thi pháp luật trên biển dài ngày của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức buổi gặp mặt, cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia. Theo đó, thì cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại tỉnh Long An, Việt Nam và tỉnh Srey Riêng, Vương quốc Campuchia vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. Nội dung diễn tập gồm thiết lập vận hành sở chỉ huy liên hợp cứu hộ cứu nạn, thực hành ứng phó sự cố thảm họa chất độc hóa học, hoạt động hỗ trợ phục hồi sau thảm họa. Ban tổ chức cho biết nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức khánh thành bệnh xá hữu nghị quân y và lắp đặt các thiết bị y tế cho huyện Chantri, tỉnh Srey Riêng, hỗ trợ 10 bộ vượt sông nhẹ, 40 thuyền, 40 máy đẩy công suất 40 cv cho nước bạn Campuchia. Sau diễn tập, Bệnh viện Quân y 175 sẽ khám bệnh và cấp thuốc cho 200 người dân Campuchia. Quân khu 7 tổ chức tặng quà cho 200 người dân và một số trang thiết bị đồ dùng sinh hoạt của bệnh xá. Tỉnh Long An lắp đặt đường điện cao thế dài 1,2 km và một bình hạ áp để vận hành bệnh xá mới. Tổng kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ gần 10 tỷ đồng. Tổ chức gần 700 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 65.000 lượt người, hỗ trợ xây dựng 40 nhà tình nghĩa với số tiền 3,2 tỷ đồng là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2019 được Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban tuyên giáo 9 tỉnh thành ủy tổ chức vào sáng nay tại Hải Dương. Theo đó, năm 2019, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban tuyên giáo 9 tỉnh thành ủy đã phối hợp triển khai hiệu quả các mặt hoạt động công tác tuyên giáo cho lực lượng vũ trang địa phương, kịp thời đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Thời gian tới, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban tuyên giáo 9 tỉnh thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng định hướng dư luận trước những thông tin xấu độc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cao Bằng là tỉnh được coi là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là điểm đầu tiên trở về nước sau 30 năm bôn ba năm châu để xây dựng lực lượng. Bài học quý giá về huy động sức mạnh trong nhân dân vẫn còn đó, để ngày nay chính quyền địa phương và các lực lượng, trong đó quân đội là nòng cốt, phát huy, giữ vững, xây vững vùng biên vững mạnh. Xóm Lũng Lỏng, xã Nà Xác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là xóm biên giới có 33 hộ với 180 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đường xá đi lại nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nên trong nhiều năm qua,
cả xóm chỉ có một người phấn đấu, rèn luyện, đủ điều kiện, trở thành đảng viên. Quyết tâm không để lũng lỏng trắng chi bộ, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cử trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Tuyến tham gia sinh hoạt tại chi bộ, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con nhân dân, giúp chi bộ và chính quyền địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành mọi mặt công tác trong thôn xóm. Từ những ý kiến đóng góp thẳng thắn, có lý, có tình của anh trong các buổi sinh hoạt, nghị quyết của chi bộ xóm Lũng Lỏng đã đi vào những vấn đề thiết thực đối với mọi mặt đời sống của nhân dân, tập trung nâng cao ý thức tự giác, tự quản của bà con, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn. Đồng chí Tuyến là luôn đoàn kết cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng như là các đồng chí lãnh đạo xóm hướng dẫn cho bà con thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho đến nay thì bà con nhân dân xóm Lũng Lỏng từ tất cả các mặt thì từ yếu kém thì đã phát triển lên khá. Cao Bằng là tỉnh có trên 90% diện tích núi cao, không có lợi thế đất đai, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh trong từng lĩnh vực kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở thế trận quốc phòng an ninh. Đặc biệt, nguồn lực về cơ sở vật chất, tinh thần trong nhân dân sẵn sàng được huy động khi có tình huống. Khi có tình huống xảy ra, chúng tôi sẵn sàng sử dụng nguồn lực, vật chất, nhân lực mà chúng tôi có để cùng với chính quyền và quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Việc phát triển kinh tế xã hội gắn với nền quốc phòng toàn dân bằng các cái công trình vừa phục vụ kinh tế vừa phục vụ quốc phòng. Đồng thời là chỉ đạo các cái xã xây dựng các cái quỹ đất nhằm phục vụ cho quốc phòng. Đồng thời là trong cả nhiệm kỳ chúng tôi cũng chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho cấp ủy chính quyền của địa phương diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn 20 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Cùng với việc gắn chặt phát triển kinh tế với quốc phòng, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu ở khu vực biên giới. Là một người dân tộc Tày tại Cao Bằng, chúng tôi thường xuyên cùng với lực lượng bộ đội biên phòng ở địa phương tham gia phát quang, tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống các tội phạm. Mỗi người dân tại nơi đây đang từng ngày phát huy truyền thống, đoàn kết chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng quân đội. Đó chính là cội nguồn của sức mạnh, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp theo trong bản tin, Viettel triển khai dịch vụ eSIM trên đồng hồ thông minh Apple Watch, giúp người dùng có thể nghe gọi độc lập với iPhone và không cần kết nối Bluetooth. Ra mắt ứng dụng bảo vệ trẻ em tổng đài 111. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. Theo đó, quy mô GDP tăng bình quân 25,4% một năm trong giai đoạn này. Mức tăng 25,4% một năm giai đoạn 2010-2017 tương ứng với 935.000 tỷ đồng một năm. Trong đó, năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3%. Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt 6.294.000 tỷ đồng. Về khu vực kinh tế, giá trị tăng thêm theo giá hiện hành của cả 3 khu vực đều tăng sau khi đánh giá lại, trong đó quy mô công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ tăng khá lớn. Cụ thể, sau khi đánh giá lại, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng thêm từ 25.000 tỷ đồng đến 46.000 tỷ đồng mỗi năm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm 211.000 tỷ đồng đến 555.000 tỷ đồng và khu vực dịch vụ tăng thêm từ 316.000 tỷ đồng đến 615.000 tỷ đồng mỗi năm. Ngày 13 tháng 12, Viettel chính thức triển khai dịch vụ eSIM trên đồng hồ thông minh Apple Watch, giúp người dùng có thể nghe gọi độc lập với iPhone mà không cần kết nối Bluetooth.
Với những người thường xuyên chơi thể thao hay không tiện cầm điện thoại, điều này sẽ cho phép họ vẫn có thể theo dõi và duy trì liên lạc. Với eSIM, chiếc đồng hồ thông minh sẽ thực sự trở thành thiết bị liên lạc di động trên cổ tay. eSIM được kích hoạt sẽ có chung số, chung gói cước và chung tài khoản data với SIM vật lý trên iPhone. Đại diện của Viettel cho biết, phí kích hoạt dịch vụ sẽ là 150.000 đồng và phí duy trì là 25.000 đồng một tháng. Đại diện của Viettel cũng tiết lộ sau Apple Watch, nhà mạng này sẽ triển khai eSIM trên hàng loạt mẫu đồng hồ thông minh của Samsung, Xiaomi hay Huawei. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô. Các nhiệm vụ cấp bách mà các cơ sở giáo dục được yêu cầu triển khai ngay là tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh. Trong đó tập trung vào các quy định về an toàn khi ngồi trên xe, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp như là cách mở cửa lên xuống xe, bấm còi gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh sáng, ký hiệu sử dụng búa phá kính thoát hiểm trên xe. Các nhà trường cũng được yêu cầu xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh trong việc quản lý học sinh cũng như là thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chinfan Việt Nam và Microsoft Việt Nam chính thức công bố ứng dụng bảo vệ trẻ em tổng đài 111 trên hai nền tảng điện thoại thông minh là iOS và Android. Ứng dụng sẽ cho phép báo cáo và phản hồi về các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em, đồng thời hỗ trợ công tác nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin cho các hoạt động liên quan tới bảo vệ trẻ em. Cũng trong lễ công bố ứng dụng Tổng đài 111 lần này, các bên triển khai và hỗ trợ dự án hy vọng phát triển giải pháp kỹ thuật giúp đảm bảo an toàn trẻ em kịp thời, đồng thời đem lại những đóng góp nhất định cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng cho công tác bảo vệ trẻ em. Người dùng có thể tìm kiếm và cài đặt ứng dụng tại kho App Store đối với hệ thống điều hành iOS hoặc Play Store với hệ điều hành Android. Các tính năng và cấu hình hiển thị của ứng dụng có thiết kế tương tự trên cả hai nền tảng. Theo thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ suất sinh của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang thấp nhất cả nước, chỉ đạt 1,33 con trên một người phụ nữ. Như vậy, mỗi người phụ nữ chỉ sinh một con, trong khi tỷ suất sinh của cả nước hiện nay là 2 con trên một người phụ nữ. Theo các chuyên gia, nếu con số tiếp tục giảm thì Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều vấn nạn trong tương lai. Kết hôn gần 4 năm và đã có cô con gái hơn 2 tuổi, vợ chồng chị Thảo dù còn trẻ và nhận được sự động viên đẻ thêm từ gia đình, nhưng chị nhất quyết từ chối. Lý do khiến chị chưa sinh thêm con là vì kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Ở thành phố này á là chi phí hàng tháng là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhà nè, rồi tiền học nè, tiền nói chung là mọi thứ đều đắt đỏ hết á, cái gì cũng rất là cao, nên là việc sinh thêm một đứa nữa thì cảm thấy gia đình sợ không lo nổi, cho đi học sợ cũng không có thể lo đầy đủ bằng giống như những bạn khác á. Có chung nỗi lo với chị Thảo, nhiều phụ nữ sau khi sinh chỉ vài ngày cũng nuôi trong mình ý định thôi không sinh thêm con. Tôi hiện tại là công chức, cho nên là tôi muốn hai bé để mà đủ kinh tế lo cho con, tương lai cho con học hành, không sinh bé thứ ba. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, từ giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018, tỷ suất sinh của thành phố liên tục giảm từ 1,63 con đến 1,33 con như hiện nay. 10 năm qua, tỷ suất sinh của cả nước giảm 0,03 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 0,3, tức giảm gấp 10 lần so với cả nước. Tình trạng mà kết hôn, hôn nhân thì có trễ và cái tâm lý của cái người sanh lần đầu thì họ cũng rất là ngại, rất là nhiều cho một cuộc sanh. Và sau khi sanh rồi thì cái chi phí để mà nuôi một đứa trẻ đó ở cái mức sống tại Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng có suy nghĩ, suy xét đến vấn đề nên có đứa con thứ hai hay không. Gần đây nhất là cái tỷ lệ đổ sanh cũng khá là cao, cho nên là để sanh lần thứ hai thì nó cũng kéo dài ra và cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ trong cái chuyện mà giảm tỷ lệ sanh. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới,
Việc đưa tỷ suất sinh từ cao xuống thấp thì rất dễ, nhưng việc đưa tỷ suất sinh từ thấp lên cao là rất khó. Nếu không giải quyết được, sẽ để nhiều hệ lụy trong tương lai. Qua nghiên cứu thì cái hệ lụy của cái mức sinh thấp này cũng khó lường lắm. Cái thứ nhất là nó đẩy nhanh cái tiến trình già hóa dân số. Đáng lẽ mình sẽ kéo dài cái thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Và cái việc mà tận dụng cái cơ cấu dân số vàng đây là một cái lợi thế để các quốc gia phát triển. Mà nếu mà cái tỷ lệ sinh này, cái mức sinh này nó xuống thấp thì nó sẽ tác động, nó làm sớm hơn cái quá trình già hóa dân số. Cái hệ lụy thứ hai, nó làm giảm đi cái nguồn lao động trẻ tại một cái vùng, một cái tỉnh, một quốc gia. Trước tình trạng này, Chi cục Dân số đang xây dựng đề xuất có cơ chế khuyến sinh riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần giải quyết mức sinh thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, vấn đề hỗ trợ chi phí học tập được bàn đến nhiều nhất cho những gia đình sinh đủ 2 con. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đảng của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 13 tháng 12, cho phép ông chấm dứt 3 năm bế tắc chính trị và đưa Anh rời EU trong vài tuần tới. Chiến thắng vang dội của Đảng Bảo thủ đã đánh dấu sự thất bại cuối cùng của những người phản đối Brexit. Sau chiến thắng vang dội, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Đảng Bảo thủ của Anh sẽ chiếm đa số ghế tại Quốc hội trong 5 năm tới. Phát biểu trước những người ủng hộ, Thủ tướng Johnson hứa sẽ không làm thất vọng các cử tri, đặc biệt là những cử tri lần đầu tiên ủng hộ Đảng Bảo thủ. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc bầu cử lịch sử mang lại cho chúng ta cơ hội tôn trọng ý chí dân chủ của người dân Anh. Chúng tôi sẽ hoàn thành Brexit đúng hạn vào ngày 31 tháng 1 tới, không có nếu, không có nhưng và không có lẽ ra. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chúc mừng nhà lãnh đạo Anh và gọi đây là chiến thắng tuyệt vời. Ông Trump cho hay, London và Washington có thể đạt được một thỏa thuận thương mại lớn sau khi Anh rời EU. Các cử tri ở London cho biết họ không ngạc nhiên về kết quả bầu cử ở Anh khi thấy Đảng Bảo thủ trở lại nắm quyền với thế đa số đáng kể. Tôi rất vui và hạnh phúc, tôi đã không bỏ phiếu cho Brexit, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nó diễn ra. Về phía Đảng Lao động, sau thất bại của cuộc bầu cử năm nay, nhà lãnh đạo Jeremy Corbyn tuyên bố sẽ không đứng ra tranh cử trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa, đồng thời kiềm chế thực hiện những vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gia tăng sức ép buộc Washington phải đưa ra một đề xuất mới có thể chấp nhận được trước thời hạn chót vào cuối năm nay để thúc đẩy tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đang bế tắc. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Triều Tiên đã cam kết phi hạt nhân hóa và ngừng thử tên lửa tầm xa cũng như thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Chính vì thế, Washington hy vọng Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ cam kết, dù nhấn mạnh sẵn sàng đáp trả mối đe dọa này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã để ngỏ khả năng khôi phục thử tên lửa và hạt nhân nếu Hoa Kỳ không đưa ra những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước thời hạn chót cuối năm nay. Trong khi đó, Viện Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc ngày 13 tháng 12 nhận định Bình Nhưỡng có thể tuyên bố chấm dứt đàm phán phi hạt nhân hóa khi Bình Nhưỡng triệu tập cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong tháng này. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm khí thải carbon đến năm 2050. Tuy nhiên, thỏa thuận không đạt được sự ủng hộ của Ba Lan, quốc gia có nhu cầu sử dụng rất lớn than đá. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã xác nhận thông tin này và khẳng định đối với EU, thỏa thuận này rất quan trọng và nó cho thấy quyết tâm rất lớn của Liên minh nhằm đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao cho hay Ba Lan đã không tán thành thời điểm 2050 mà EU đã thống nhất và đề nghị lùi lại đến năm 2070. Dự kiến EU sẽ thảo luận lại vấn đề này vào hội nghị tháng 6 sang năm. Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU không bao gồm Anh đã đạt được thỏa thuận quan trọng nói trên sau phiên tranh luận căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh toàn khối. Theo đó, Cộng hòa Séc chỉ đồng ý với thỏa thuận này khi EU cho phép các quốc gia thành viên được theo đuổi nguồn năng lượng nguyên tử. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.